Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thương mại điện tử bán lẻ tại Việt Nam ước đạt 10,3 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ. Tuy tăng trưởng nhanh, nhưng thương mại điện tử đang bộc lộ nhiều yếu tố không bền vững, đặc biệt là những tác động xấu tới môi trường. Đây là thông tin từ diễn đàn Hoàn tất đơn hàng năm 2023 hướng tới thương mại điện tử xanh tổ chức tại Hà Nội. Trong lĩnh vực bán lẻ trực tuyến, có hai khâu chính tác động xấu tới môi trường, bao gồm khâu giao hàng do xe vận chuyển thải lượng lớn khí carbon và khâu đóng gói sử dụng các nguyên vật liệu dùng một lần. Những tác động xấu này còn ở mức độ cao hơn trong trường hợp giao hàng siêu tốc. Chính vì vậy, việc tối ưu hóa chi phí vận chuyển không những giúp doanh nghiệp cắt giảm chi phí mà còn góp phần đáng kể vào việc giảm lượng phát thải từ hoạt động vận chuyển. Hiện nay Bộ Công Thương cũng đang xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ logistics đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Thì chúng tôi cũng sẽ đưa cái nội dung về phát triển logistics xanh thành một cái nội dung quan trọng ở trong cái chiến lược này, và qua đó thì sẽ huy động cái sự vào cuộc của cả các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, ở địa phương, cả các hiệp hội, các cơ quan đào tạo nghiên cứu và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp. Trong các luật thương mại điện tử của chúng ta hiện nay thì vẫn còn đang trống vắng những điều khoản mà có thể khuyến khích, có thể hướng dẫn, thậm chí có thể tưởng thưởng, khen thưởng hoặc chế độ ưu đãi cho các công ty logistics và các công ty thương mại điện tử khi đóng góp vào cái việc là duy trì sự bền vững môi trường và hướng đến quá trình xanh hóa. Hiện một số doanh nghiệp thương mại điện tử và bưu chính chuyển phát đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo nhằm giảm tác động tiêu cực tới môi trường, như tiết giảm số lượng thùng cắt tông và chuyển sang dùng 100% bao bì có thể tái chế được, hay giảm thải rác thải nhựa, khuyến khích khách hàng chờ giao hàng chậm nhưng ít hại môi trường.